chào người đẹp. Sáng à. Bữa giờ ngon nghỉ Tết á. Ra thùng đá không còn một cục nước đá luôn á. Chị Loan ra tài trợ cho nước đá nè. Sáng hôm nay thì Ngân đã đi ra tới Phú Mỹ rồi nha mọi người ơi. Ngân đã ra tới hồi tối hôm qua nè. Ủa cá còn sống luôn hả chị Loan? Trời ơi cá đảo á. Mới vừa nãy đang ngủ là ông đem lại ông giao rồi. Cá này là cá chẽm. Mỹ rồi. Chứ cái cá gì? Ai cá đù Mỹ hả? Sao giống cá chẽm vậy? Cái này chín nó giống cá chẽm mà. Cá chẽm nhá, nhiều người. Mấy bà kia bán nó mua ở thành phố nó gạt bán nó bán là cá chẽm. Ừ đúng rồi. Cá này là cá đù trắng, cá đù Mỹ mọi người chứ không phải cá chẽm. Có đèn này tới. Nhìn nó giống cá chẽm. Dầm buổi tối đợi. Ta tính đem về nhà mà thôi nhà đâu có xài gì đâu rồi thôi để mà đây. Cái đèn đâu? Cái đèn của Ngân mua hả? Ừ. Cái này xong rồi hút cá bạn tới rồi. Ừ. Than mà còn không? Còn không? Còn. Anh Phương về ăn Tết mấy ngày là thấy đổi màu da luôn á. Mẹ chăm kẹo của họ á. Cái đầu mà cái đầu cũng trắng luôn không? Ê. Cái đầu trắng luôn. Ê tối gạo bà trường gà không không đó gà không quýt bài bà ở đằng trường gà với sầm bài không? Tao nói bữa nào hôm Tết này tôi đã tôi giái công an mà nó hốt đi một cái tôi cười đã luôn. Tôi cười yeah. Đâu cãi luôn, có chưa? Chứ không có nói gì hết. Có đâu cãi mua luôn. Hạnh không có nói gì hết trơn. Hạnh á chị Loan. Không có nhậu mà. Giá trời mà đang có hốt một cái thôi rồi luôn. Nguyên cái Tết ông nhậu không được hai lon bia nữa mà. Chị Loan bán được bán nước đá, bán đồ biển, rồi bán rau cải luôn. Có gì chị Loan dưa leo không? Không có bạch nổi gì đâu mà. Có dưa leo. Dưa leo xả luôn. Tôi nhậu được cao. Cái miếng miếng đi. Cao tay với có ngày mùng 3 bên nhà vợ là nhậu dữ à. À cái nhậu lớt lớt à. Còn nó không à. Còn gì nữa? Còn đầu nè, hậu qua. Đậu bắp. Ở đây em hậu qua đi. Đậu rồng mới từ lên chưa chưa nhiều. Đó rồi mới chưa. Đó có rồi. Có nguyên còn cũng là có 16. Dạ xuống đậu rồi. Rồi. 4 trái đi chị Loan. Trái nhỏ thì lấy nhiều. Bỏ trái bự đi em lấy mấy trái nhỏ nhỏ cho. 5-6 trái đi, 6 trái đi. Ủa bà Tám dặn 1 ống hay chị Loan? Lấy rồi. Lấy rồi. Qua 8 cái chú. Còn gì nữa? Ống bạch tuộc cũng còn luôn. Rồi gì nữa? Đậu rồng nữa không? Đậu rồng không? Hả? Không. Đậu bắp đậu rồng. Có ngò gí không? Mướp nữa hả? Ở lấy giá đi chị Loan. Cà chua em trồng qua em mới lên thu hoạch rồi. Nửa cái giá đi. Ghê chị Loan bán đủ đồ luôn á. Ăn Tết lớn không chị Loan? Lớn. Ăn Tết không có ăn Tết năm nào như năm nay mà ăn Tết ở nhà không à. Tết là Tết xung vầy ta ở gia đình, ở với vợ chồng con cái vậy là vui rồi. Ăn Khoa là không đi đâu luôn mà không xin tiền 1.000 luôn nên mấy con kỳ cục. Lì xì rồi nó cũng không thèm quan tâm ai đưa nó thì nó lấy xong thảy qua đưa mẹ. Nó quan tâm có cha mẹ ở nhà với nó rồi. Rồi Tết bữa đi thì khóc. Bữa đi tới chiều chị đi rồi ở nhà khóc với bà ngoại mà. Hỏi sao nhớ mẹ. Đi làm cái nghề của mình là vậy. Thế đâu có ở gần không? Con cái đâu. Đậu trên đất vườn ấy hơi quá hẹp đó. Trời ơi, từ đó thì nhà có gần 20-30 cây. Mỗi lần đi, mỗi cái đường đi nhậu á, đi về thì ghê lắm. Cái hình chữ ếch vậy nè. Mà nó quẹo cua đâu 4-5 lần vậy đó. Thì tôi giữ. Mấy ông này về hết thì ban ngày tôi đi chơi, ban đêm tôi về tôi ngủ. Vậy gì ông Phương bảo ông gì bảo ông dám nhậu là vậy. Năm nay còn mở đường lớn lớn rồi nha, mỗi năm là có chút xíu à. Cái đường nhà tôi á, nó co mà hình chữ ếch vậy nè. Mỗi năm nó có chỉ 7 tấc thôi, nó co vậy nè. Trời ơi, như cái con chở vậy nè, mà năm nay bự rồi. Cái đường này hình chữ ếch sao nó y chang vậy đó. Mà làm nó 4-5 cái cua vậy đó. Một bên là kém kém gai, còn một bên là dưới đìa đâu dám. Đi đó sảnh của nó là đi bộ chứ không có chạy á.
tôi là ghê lắm, chạy xỉn xỉn đi với ngoài à, 40 với ăn tôm chỉ có cá 180 nữa, 40 180 xả nữa 220 45.000 đi, 225 nhiêu đá? Hai cây đá. Vậy là 300 đi. Năm nay chị Loan đi khai trương sớm, mọi người mới mùng 6 ra đây bán rồi. Trời ơi, ăn Tết 24 ngày chứ bỏ cái giờ sớm. Ăn Tết gì mà ăn Tết khoảng 24 ngày. Ăn Tết vậy đâu, tính ăn Tết của năm rồi mà đâu phải tính năm nay đâu. Trời ơi, quen đóng mực luôn nè. Tới trưa nên nó căng tôm con cá nữa. Hôm qua căng mà mấy bữa nay căng nhiều, bán hết nhiều à. Hôm qua được 10 ký cấm à. Tại vì Tết về ai cũng ăn gà, vịt đồ ra đây, đồ biển ra đây. Bà về sớm qua đây ta ăn được gì? Mấy ông, mấy ông qua mấy rột chửi quá trời. Năm mới phát tài mà ăn phấn khá. Bước thêm chiếc ghe nữa. Đây là chiếc ghe nước đá của chị Loan nè, trời ơi bà chạy dữ lắm luôn mọi người ơi, hai vợ chồng chạy bán đá dữ lắm cho nên là chế độ treo tùm lum luôn nè, chạy hết ga không à. Đó, bây giờ là đi bán tiếp rồi đó. Hello, Kim Ngân xin chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị nha. Sáng hôm nay thì xà lan của Ngân đã đi ra tới ngoài Phú Mỹ rồi mọi người. Ngân đã ra tới ngoài ngã ba Gò Gia và xà lan của Ngân đã buộc dây phao rồi. Tối hôm qua thì Ngân ra tới đây là khoảng 8-9 giờ tối cho nên là Ngân không có quay cho mọi người xem được. Với lại trời tối quá, xà lan Ngân thì đi chạy đi kiếm phao Ngân đậu á. Mấy ngày Tết á, thì đi ra ngoài đây á, thì xà lan chưa có nhiều lắm, chỉ có vài chiếc xà lan à. Ngày hôm qua á, thì xà lan của Ngân đã ra tới ngoài đây rồi. Ngân đậu phao ở đằng kia rồi mọi người, Ngân đậu cái phao mà ngay chỗ gần tàu buôn á. Hôm nay thì Ngân đã dời lại cái phao ở đằng ngay chỗ cha mẹ Ngân á, Ngân đậu rồi. Hôm qua ra thì cha mẹ Ngân chưa có ra mọi người ơi, tại vì cha mẹ Ngân đi nhận chuyến sắt á. Nhận chuyến sắt rồi cha mẹ Ngân giao ở trong Phú Mỹ á. Hôm nay thì cha mẹ Ngân mới ra. Nhưng mà đậu khác phao cho nên là Ngân chạy lên đây Ngân đậu luôn, bỏ cái phao ở đằng kia. Phao đằng kia thì Ngân đậu hôm qua thì đã đóng 50.000 rồi. Hôm nay chạy lại lần đây là đóng thêm 50.000 nữa, là 100.000 tiền phao rồi đó. Tại vì sáng hôm nay thì cha với mẹ Ngân về nhà mọi người, cha mẹ Ngân về nhà cho nên là Ngân chạy xà lan ở đây Ngân đậu luôn. Chắc có lẽ là chiều nay hoặc là sáng mai thì chiếc lớn, chiếc 2004 sẽ đi nhận hàng, cho nên là Ngân chạy đây Ngân đậu, có gì Ngân đi phụ nhận hàng luôn. Bây giờ thì hai chiếc xà lan đang cặp chung ở đây nè, Ngân chạy đây Ngân cặp rồi. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái clip ngày hôm nay của Ngân nha. Ngân đang ở xà lan á, mà Ngân đang ngồi ở phía sau nhà, Ngân không có quay được mọi người ơi, tại vì cửa sổ rất là nhiều á, nó bị chá nắng không có quay được luôn á. Ngân đang ngồi ở phía sau nè, đây là cái tấm màn mà Ngân che nắng ở phía sau lái á. Ngân đang ngồi ở phía sau, Ngân quay cho mọi người xem á. Ngân đang đậu phao á, nước bây giờ nó đang trở chuẩn bị lớn, chiếc xà lan này đang vào cặp cái dàn phao nơi xà lan Ngân đậu là khó đậu lắm luôn. Tiền Giang lại có thêm xà lan vô đậu phao nữa. Yeah.
xà lan đậu đắt ghê luôn á. Chiếc này tại chạy tay lấy lụa hơn chiếc lúc nãy. Chiếc lúc nãy xà lan đang chở đạp quá chừng đạp. Cả nhà ơi, bây giờ thì mới có 6 giờ sáng à, chiếc 2400 á, thì bên cảng á, bên chủ hàng người ta đã gọi vào trong cảng nhận hàng rồi mọi người. Ngân mới vừa sáng, Ngân mới vừa thức dậy á, thì Ngân bay qua chiếc bên này luôn. Chiếc của Ngân á, thì đang còn buộc dây phao nè. Chiếc này thì Ngân không có buộc, thường thì xà lan nổi á, thì mình không có nẹp phao nha, mình sẽ buộc phao mũi luôn, mình buộc hai cọng dây mũi luôn. Bây giờ thì mới có 6 giờ sáng mà trời chưa có sáng đó mọi người. Đây là chiếc xà lan 3500, chiếc này sẽ nhận chung lô với xà lan của Ngân luôn nè. Ở cái phao của Ngân thì đã có 2 chiếc nè. Ở đây thì còn có 4 cái phao, 3 cái phao này mỗi phao đậu có 1 chiếc, 2 chiếc nè. Đó, ở trên có cái dàn phao này rất là đông luôn. Ngày hôm qua Ngân ra thì Ngân đậu ở trên cái dàn phao đó đó. Rồi Ngân mới chạy xuống đây, Ngân cặp chung với cha mẹ Ngân luôn. Ở ngoài Phú Mỹ này thì có cái phao có sóng điện thoại mọi người ơi. Cái phao mà xà lan đậu đông nhất là cái phao chỗ đó sóng điện thoại rất là mạnh luôn. Còn cái nơi mà ngay chỗ xà lan Ngân đậu á, không có sóng điện thoại, mạng rất là yếu luôn. Sóng chập chờn lúc có lúc không. Bây giờ thì xà lan của Ngân đang ôm cái phao này để mà ra phía bên ngoài đó. Ở phía trong này xà lan đậu ít lắm, tại vì ở trong đây không có sóng điện thoại, đậu có vài chiếc à. Hiện tại thì xà lan của Ngân đang ở ngã ba Gò Gia nha. Ngân sẽ chạy thẳng qua phía bên kia sông luôn. Mình sẽ vào trong cảng Hưng Thái. Đợt này xà lan Ngân sẽ nhận trong cảng Hưng Thái nha. Cảng Hưng Thái thì lúc trước Ngân có nhận hàng một vài lần rồi mọi người. Từ đây mình sẽ đâm thẳng qua bên kia sông luôn. Cái cảng này thì rất là gần luôn á. Đó, ở phía trong đây là khu vực Gò Gia. Bây giờ xà lan của Ngân sẽ vào nhận hàng đây. Chiếc này Ngân sẽ qua bên chiếc 2400, Ngân nhận hàng bên chiếc 2400 nha. Phía bên này là cảng container. Buổi sáng mặt trời mới vừa mọc thôi mọi người ơi, cho nên khung cảnh thì nó sẽ hơi tối một xíu, mọi người thông cảm nha. Đó, bây giờ thì Ngân đã qua bên kia xong và bây giờ Ngân sẽ chuẩn bị chạy vào trong cảng. Phía bên đây là cảng Hưng Thái nè. Cảng trong đây người ta giao than đá nhiều lắm. Bây giờ thì xà lan của Ngân đã cập cảng. Mà đầu tiên khi mà xà lan mình cập cảng á, thì chiếc Ngân lớn quá, cho nên là lúc nãy vào trong đây thì Ngân trở đầu luôn. Nãy giờ mình trở đầu thì mình sử dụng cái cọng dây mang này nè, để mà xà lan của mình quay đầu. Bây giờ thì cái lái nó từ từ nó xếp vào bên trong rồi. Khi mà xà lan mình cặp sát vào á, thì mình sẽ buộc dây mũi dây lái nha. Mọi người ơi, xà lan của Ngân á, thì bây giờ Ngân đã cặp vào trong cảng Hưng Thái rồi nha. Ở đây có cái cần cẩu luôn nè. Nhưng mà cần cẩu này thì không có làm hàng cho xà lan của Ngân được. Ở trên cảng á, thì bên cảng người ta đang ủi cái băng tải này ra để mà cho xà lan Ngân làm hàng nè. Sáng giờ thì vào lúc 6 giờ sáng mà bây giờ gần 8 giờ rồi mà chưa có ủi băng tải, chưa nhận hàng được luôn.
ở trong cái cảng Hưng Thái này thì có ba cái cần cẩu. Ừ, ở ngoài điểm vô cần cẩu thứ ba, Ngân đang nhận ở trong cái cần cẩu thứ ba. Hôm nay thì Ngân đi qua bên chiếc xà lan lớn, chiếc 2004 của cha mẹ Ngân á, Ngân nhận. Đây mọi người thấy cái chiếc này thì hai vách hai đáy nha. Đó, nó có những cái lỗ xốp này nè. Đây bên đây là chiếc lớn. Bây giờ thì xà lan của Ngân đã mở hầm sẵn sàng hết rồi đó. Chờ làm hàng thôi. Đây là cái hầm hàng phía bên trong nè. Hai vách hai đáy cho nên là hai bên cái vách này thì nó không có xương, nó liền luôn. Sáng giờ Ngân chưa có đi lên cảng luôn nữa. Đang chờ cái băng tải này ủi ra thì Ngân mới đi lên trên Ngân coi con xe. Đây là phía bên ngoài sông. Ở ngoài kia là sông Thị Vải. Còn cái sông ở trong này là cái đường đi vào trong bến đò của ông bé á. Ở phía trước đó thì người ta đang giao than đá nè. Còn cái chỗ này thì có một cái chiếc tàu. Tàu này tàu nhỏ, người ta đang nhận hàng bao ấy, nhưng mà Ngân không biết là người ta nhận hàng bao gì. Bây giờ thì người ta đã làm hàng xong rồi, đang đẩy hầm chuẩn bị dời ra phía bên ngoài. Chiếc này dời ra thì Ngân làm hàng mới được mọi người ơi, tại vì nó bị bít cái đít rồi. Mình làm hàng mà không có trường tới trường lui được. Ở trước mũi xà lan Ngân thì cũng có xà lan đậu luôn. Những cái chiếc này người ta đang giao than đá ở phía trước. Sáng hôm nay thì Ngân đi qua bên chiếc xà lan lớn của cha mẹ Ngân, chiếc 2004, Ngân qua bên đây nhận hàng phụ. Chuyến hàng này thì không phải là chuyến hàng đầu năm nha mọi người, tại vì cha với mẹ Ngân đi chuyến hàng này là chuyến hàng thứ hai rồi. Hôm bữa mùng 4 Tết thì cha mẹ Ngân đã đi được một chuyến sắt. Chuyến này là chuyến bả đậu nành, là chuyến thứ hai nha, không phải chuyến đầu năm. Hôm nay thì Ngân với lại Dượng Sáu qua bên đây phụ nhận, tại vì kỳ này thì cha với mẹ Ngân đi về nhà có công việc rồi, không có trên xà lan mọi người ơi. Cho nên là Ngân với lại Dượng Sáu qua nhận phụ. Vài bữa nữa chắc chuyến này nhận xong thì mới tới xà lan của Ngân nhận, chứ cha mẹ Ngân tại trước. Bây giờ thì xà lan Ngân đã cập vào trong cảng rồi. Chờ người ta ủi băng tải ra rồi mình mới làm hàng. Hồi sáng giờ cập vô đây chắc cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ đó, nhưng mà người ta chưa có làm nữa. Ủi băng tải lâu dữ lắm luôn. Ngân đã lên đồ rồi nè. Hôm nay là Ngân giống như là một con két vậy, đủ màu luôn. Năm mới rồi cho nên là mình sẽ mặc màu nổi, hy vọng là sẽ may mắn nha. Bây giờ thì xà lan của Ngân đã mở hầm xong hết rồi, chờ ủi băng tải ra rồi Ngân sẽ lên con xe nữa là làm hàng á. Cái cảng Hưng Thái này làm hàng lâu dữ lắm luôn. Chuyến rồi Ngân vào trong đây có nhận một chuyến ở trong này rồi, Ngân nhận ở ngoài cái máng ở ngoài đầu tiên, cái cần cẩu đầu tiên á, nhận hình như là Ngân nhận tới 2 ngày mới đậy. Hôm nay thì Ngân vô trong cái cảng thứ ba ở trong đây là Ngân mới nhận, mà chiếc này 2004 không biết là nhận bao lâu mới đầy. Cả nhà ơi, bây giờ thì có hai người bên công ty xuống bắt hầm hàng cho xà lan của Ngân. Một người ở dưới xà lan là người bên công ty, còn cái người đang chuẩn bị trèo xuống, cái người này là của bên giám định hàng hóa. Hai người này xuống kiểm tra hầm hàng, tại vì chiếc này Ngân nhận bả đậu á, thì người ta xuống đây kiểm tra coi xà lan của mình có mọt hay có này không, người ta xịt mọt nè, với lại kiểm tra xem mà xà lan mình chiến rồi chở bắp hay là bả đậu hay là như thế nào đó, là kiểm tra cho mình quét lại hết. Thì hầm hàng Ngân đã quét sạch sẽ rồi, bây giờ người ta xuống kiểm tra, nếu hầm hàng mình sạch sẽ ok thì mình sẽ vào nhận hàng nha. Bây giờ thì Kim Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp tất cả ông bà, cô chú, anh chị vào video ngày mai, phần tiếp theo khi mà xà lan của Ngân vào cảng nhận hàng nhé.